Xin chào bà con, chào các bạn. Đã lâu rồi chúng tôi không quay trở lại làm một số video về cây lâm nghiệp. Thì hôm nay quay trở lại để làm cho bà con xem về cái mô hình cũng như là chúng tôi đang cung cấp một loài cây lâm nghiệp, đó chính là cây gió bầu hay còn gọi là cây trầm hương. Thì hiện nay trầm hương và gió bầu thì được trồng chủ yếu tại các tỉnh khu vực phía Tây Nguyên và phía Nam Bộ. Hà Tĩnh cũng có trồng khá nhiều. Đây là một loài cây giá trị kinh tế thì cũng rất là ổn định. Nhưng hôm nay thì chúng tôi muốn hướng tới bà con là chúng tôi giới thiệu với bà con là hiện nay tại trung tâm cây giống Tam Đảo cũng đang nhân giống và phát triển cây giống. Đây, như cây này thì nó được khoảng độ trên 30 cm rồi. Từ 30 đến 35 cm. Cây giống phát triển ổn định, cây thân mập khỏe, cây được đảo bầu. Đấy. Và đảm bảo được cái kỹ thuật cho chúng ta nhân giống phát triển cây gió bầu, đem lại những cái chất lượng cây giống tốt nhất. Những video trước thì chúng tôi nói khá nhiều về cây gió bầu hay còn gọi là cây trầm hương này rồi. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ làm một cái video ngắn khoảng hơn 2 phút để cho bà con quan sát được là hiện nay thì tại trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi cũng đang nhân giống cây giống gió bầu để giúp cho bà con chúng ta có thêm lựa chọn và chúng ta có thêm về cái giá thành hợp lý hơn về từng loài cây giống lâm nghiệp. Đến với trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi thì chúng tôi luôn hỗ trợ về cái cước phí cái kỹ thuật trồng cây, và cái thứ hai nữa là cái giá thành làm sao để cho bà con chúng ta trồng được với cái số lượng nó đảm bảo, là nó giá thành nó hợp lý nhất. Đấy, đây như bà con nhìn đây, tất cả những cây này đều trên 30 cm hết. Từ 30, nói chung là tất cả là từ 30 cm, đều cây khỏe mạnh. Đó. Cây này thì đạt yêu cầu đảm bảo để chúng ta trồng rồi. Những cây nhỏ quá, ví dụ như là cây từ 15 cm là bà con trồng rất dễ bị sâu hại nó tiêu diệt, nhưng mà đến khoảng độ 25 cm đến 35 cm là cây đảm bảo trồng, là chúng ta trồng tỷ lệ sống rất là cao. Thì video ngắn ngày hôm nay chúng tôi chỉ làm cho bà con là chúng ta theo dõi là hiện nay là chúng tôi có cây giống gió bầu hay còn gọi là cây trầm hương. Thì bà con có nhu cầu mua cây giống thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube cho chúng tôi ngày một phát triển và đem nhiều cây giống lâm nghiệp giá thành hợp lý tới cho bà con. Xin chào.